Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là khoảng 164.000 ngôi nhà với hơn 530.000 căn hộ đã bị sập hoặc là hư hại nghiêm trọng do thảm họa động đất xảy ra vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. Và giới chức nước này thì đã khởi động giai đoạn đầu của công tác tái thiết sau trận động đất kinh hoàng. Theo kế hoạch ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà với kinh phí ít nhất 15 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng JP Morgan của Mỹ ước tính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần tới 25 tỷ đô la cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết trong vòng một năm sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, đất khô cằn và không thuộc diện đất rừng có thể sẽ được dùng cho việc xây dựng. Trong quá trình lập kế hoạch và phân chia đất đai, các cơ quan chức năng sẽ không yêu cầu thực hiện tuần tự các quy trình thông thường như thông báo xây dựng và lấy ý kiến phản biện thổ nhĩ kỳ cũng ban hành các quy định mới các công ty và tổ chức từ thiện có thể xây dựng nhà ở và nơi làm việc để quyên góp cho những người có nhu cầu Thưa quý vị, vẫn còn một số bất đồng trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 liên quan đến tái cấu trúc nợ cho các nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn kêu gọi tiến hành phân tích công bằng, khách quan và chuyên sâu về nguyên nhân của vấn đề nợ toàn cầu. Ông cho rằng các tổ chức tài chính quốc tế và các chủ nợ thương mại nên tuân theo nguyên tắc hành động chung, chia sẻ gánh nặng công bằng trong nỗ lực tái cấu trúc nợ. Bên cạnh vấn đề tái cơ cấu nợ thì quản lý tiền điện tử là một lĩnh vực được Ấn Độ ưu tiên đề xuất. Tổng giám đốc IMF Kristelina Georgieva đồng tình và cho rằng cần phân biệt giữa tiền điện tử của nhà nước vốn ổn định với các tài sản điện tử mà tư nhân phát hành. Nhiều quốc gia đã tăng cường hỗ trợ cho Ukraine đúng vào ngày đánh dấu một năm diễn ra cuộc xung đột với Nga. Ngay sau Phần Lan, thì đồng minh thân cận nhất của họ là Thụy Điển đã công bố gói viện trợ mới cho Ukraine. Thụy Điển tuyên bố tặng 10 xe tăng Street Van 122 cho lữ đoàn xe tăng Leopard 2 của lực lượng vũ trang Ukraine và việc giao hàng thì sẽ bắt đầu ngay sau khi Quốc hội Thụy Điển chính thức phê duyệt điều khoản. Tuy nhiên thì gói viện trợ mới từ Thụy Điển vẫn chưa bao gồm các hệ thống pháo RGB và Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã giao nhiệm vụ cho quân đội báo cáo về số lượng hệ thống pháo có thể bàn giao cho Ukraine và các điều kiện giao hàng cũng như là đánh giá nhu cầu đào tạo chuyên môn về loại vũ khí này cho các lính pháo binh Ukraine. Đức và Ấn Độ đã cam kết là thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Liên minh châu Âu EU và Ấn Độ. Thủ tướng hai nước đã đặt sự nhất trí trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Ấn Độ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi đã nhất trí thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và EU sớm hoàn tất thủ tục để ký kết FTA giữa hai bên. Ngoài ra, lãnh đạo hai bên cũng nhất trí hợp tác chống biến đổi khí hậu, chống khủng bố xuyên quốc gia và cải cách thể chế đa phương. Thủ tướng Modi cho biết, Ấn Độ và Đức có mối quan hệ chặt chẽ dựa trên những giá trị chung và có sự hiểu biết chung về những mối quan tâm của hai bên, cũng như có lịch sử trao đổi văn hóa và kinh tế lâu đời. Chuyến thăm của thủ tướng Đức lần này được cho là sẽ thúc đẩy thỏa thuận bán tàu ngầm trị giá 5,2 tỷ đô la Mỹ. Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi danh sách xám về rửa tiền của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Quyết định chính thức rút Campuchia ra khỏi danh sách xám, nhóm các quốc gia có nguy cơ rửa tiền được đưa ra tại Đại hội của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế vào ngày 24 tháng 2 năm nay. Quyết định được đưa ra sau khi Campuchia ban hành luật chống rửa tiền và chống khủng bố vào tháng 7 năm 2020 nhằm kiểm soát, ngăn chặn, chấn áp và loại bỏ mọi hoạt động rửa tiền cũng như là tài trợ khủng bố. Ba quốc gia vẫn nằm trong danh sách đen của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế đó là Triều Tiên, Iran và Myanmar và hơn 20 quốc gia khác vẫn nằm trong danh sách xám. Quả bom nổ chậm là cụm từ gần như là được nhiều chuyên gia sử dụng khi mà nói đến ảnh hưởng của xu hướng tỷ lệ sinh sụt giảm với các nước quốc gia đang phát triển trên thế giới. Hệ lụy đến sự phát triển kinh tế đã rõ ràng, tuy nhiên thì việc có thể giải quyết tận gốc những vấn đề này thì lại không hề đơn giản. Italia đối mặt khủng hoảng nhân khẩu học, thảm họa nhân khẩu học của Trung Quốc hay sự sụt giảm dân số đang đi theo kịch bản xấu nhất ở Nhật Bản là những tin báo khá phổ biến trong thời gian qua cho thấy những lo lắng ngày càng gia tăng về khủng hoảng nhân khẩu học ở các nước phát triển. Và cuộc khủng hoảng không chỉ gói gọn trong ba quốc gia này. Theo tờ New York Times, trong số 38 thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, chỉ có hai quốc gia là Israel và Mexico có tổng tỷ lệ sinh ở mức sinh thay thế. Mức sinh thay thế là mức mà tại đó số trẻ mới sinh đủ để duy trì dân số ổn định. Còn theo nghiên cứu của nhà nhân khẩu học nổi tiếng người Mỹ, bà Jennifer Skuba, vào cuối thế kỷ này sẽ có tới 70% các nước phát triển và 65% nước kém phát triển sẽ có dân số giảm. Xu hướng mới là mức sinh siêu thấp mà chúng ta đang chứng kiến ở các quốc gia giàu có, vì phụ nữ nhìn chung bắt đầu muốn sinh con muộn hơn. Họ muốn có ít con hơn và không muốn có nhiều con. Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng lý do khiến các phương tiện truyền thông chú ý hơn đến chủ đề này là vì nhiều người đang nhận thức được thực tế rằng đây không phải là sự tình cờ và không chỉ ảnh hưởng đến một số quốc gia. Trên thực tế, tỷ lệ sinh giảm ở các nước phát triển thường được coi là một cuộc khủng hoảng do cách thức cấu trúc của nền kinh tế. Ở Mỹ, ít người trong độ tuổi lao động đóng tiền an sinh xã hội khiến cho hệ thống của nước này kém bền vững hơn. Ít người Mỹ trong độ tuổi lao động hơn cũng có nghĩa là có khả năng thiếu người chăm sóc cho dân số già trong khi đó tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh của hàn quốc trong ba thập kỷ qua đã đặt áp lực lên hệ thống hưu trí của quốc gia này theo tờ nikkei asia nhận định và những áp lực đồng thời lên các nước đang phát triển sẽ có thể gây tác động cộng hưởng lên nhiều khía cạnh của nền kinh tế toàn cầu có bốn lựa chọn để có thể khắc phục những vấn đề này bao gồm tăng nhập cư tăng tuổi nghỉ hưu cắt giảm trợ cấp hoặc giúp thêm người đang ở trong nước có việc làm Tuy nhiên, hầu hết các giải pháp đều được đánh giá là khó khả thi về mặt chính trị, với Pháp là một minh chứng khi đầu năm nay hơn một triệu người nước này đã biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu. Trong bối cảnh đó, việc khuyến khích công dân sinh thêm con được đánh giá cao nhất. Nhiều quốc gia đã đưa ra các chính sách thân thiện với gia đình, trong số đó có Hungary. Với dân số chỉ khoảng 10 triệu người, Thủ tướng Hungary ông Balas Orbán đã viết trên Twitter rằng phụ nữ làm mẹ trước 30 tuổi sẽ được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ nước này đang chi số tiền cho gia đình gấp 3 lần so với quân đội. Trong khi đó, thủ tướng Nhật Bản ông Kishida Fumio cũng cam kết tăng gấp đôi trợ cấp cho trẻ em nhằm giảm gánh nặng cho các hộ gia đình khi sinh con và chăm sóc con nhỏ. Dẫu vậy, chuyên gia cho rằng tỷ lệ sinh thấp không đơn thuần nằm ở lĩnh vực kinh tế, khi các định kiến xã hội ăn sâu, bao gồm cả định kiến về giới, cũng ngăn cản nhiều người có con và đây cũng là một trong những vấn đề gốc rễ cần phải giải quyết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT cộng 7 tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.